Hello tất cả anh em nhé. Hôm nay mình làm một loạt cửa sổ sinh pha Quảng Đông cho cái căn nhà Đông Anh. Ngày mai thì làm tiếp cửa đi. Thì đây là bộ cửa sổ hai cánh của tôi đây anh em. Thì mình kê cái miếng nhựa vào và mình bắt đố. Đấy. Như thế này là cửa là về nói về cắt là rất là chuẩn rồi, mỗi khe hở được 5 ly rồi. Đấy. Thì mình làm theo công nghệ mới. Đây là bản lề chữ A này. Đấy, và ướm cửa các thứ vào là khe hở là đủ, mỗi khe là 5 ly rồi nhá. Đấy, thì mình tiến hành bắt cái bản lề chữ A. Đấy, bản lề kim long này thì rất là xịn rồi, không phải nghĩ gì nữa. Đấy, thì đợt này thì mình lại không làm theo cách truyền thống như trước đây nữa. Mình làm theo cách này thì nó cũng có cái hay. Đấy, thì đây mình mới chế ra một cái dụng cụ để bắt bản lề cho nó nhanh. Ví dụ mình làm một mình chẳng hạn, mình không cần phải người khác phụ mà nó vẫn đảm bảo được cái độ chuẩn, hoặc là người mới đến làm cũng rất là dễ dàng. Đấy nhá. Thì đây nó là một cái sắt lập là 5 ly. Đấy, mình tính toán làm sao mà hàn được nó như thế này. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành nhá. Thì đối với những cái cửa to như thế này thì nếu mà mình bắt bản lề vào cánh trước ấy, nó chuẩn ấy, thì đến công trình mình mới bắt vào khung cũng được. Đấy, thì cho nó nhẹ, vừa vào kính nhẹ vừa khiêng lên khiêng xuống rất là dễ dàng. Nhưng mà với điều kiện là phải chuẩn rồi nhé. Mình cũng phải ướm vào như này để khi đến công trường là đảm bảo các khe hở nó đều nhau thì mới lắp được. Đấy. Thì giờ chúng ta tiến hành lắp theo cái khuôn dưỡng này. Đây thì trước tiên là mình làm cái kẹp để giữ này nhé. Nó độ hở hơn 5 phân rưỡi một tí. Để luôn luôn mình nó giữ cho mình. Mình chỉ cần thả vào thôi là nó giữ cho mình. Đấy là cái giữ cánh cửa nhá. Thế còn đấy, thì mình bẻ cái bản lề làm sao. Cái dụng cụ này là đi khi mình làm là đi răng hết rồi. Thì cái này của mình thì khi mình gác lên cái cửa nhôm ấy, thì từ cái mép của cái cánh cửa nhôm lên đến đỉnh cao nhất mà cái bản lề nó gác vào ấy, thì đo được là 1/3 nhé. Đi lại nhé. Đấy, thì bình thường cái bản lề của mình nó nằm như này, khi mình bẻ ngang hết ra này xuống được không? Đấy, thế là cái này nó cũng chắc nhá, anh em thấy không? Rất là chắc. Cái này bẻ ngang ra, đây là mình chỉ ứng dụng cho cửa nhôm sinh pha thôi nhá. Đấy, thì cái này nó nằm giữa và khe giữa này, anh em nhìn thấy không? Thì khi một người mới làm ấy thì bao giờ nó cũng có một cái cữ chuẩn này. Đấy, bắt các vít này nhá, vít này có thể trực tiếp luôn. Đấy, thế thì nó luôn luôn chuẩn xác đến 99% và bắn vít nó rất là dễ, không phải thử đi thử lại nhiều lần, tại vì nó là cữ chuẩn rồi. Đấy, thì cứ thế thôi. Thế thì mình thậm chí là không cần phải bắt vào khung này nữa mà cứ thế là cho kính chèn răng rồi là mang đến công trường thôi, bộ nào đi bộ đấy, rồi đánh số rồi ok chưa. Đấy, thì mình đã thử nghiệm rồi đấy nhá. Thứ nhất là cái đồ để kẹp này nó rất đơn giản, lấy đề xê thôi là thành cái bàn kẹp. Thứ hai nữa là khi mình bắt như thế này ấy, bắt cái hàng vít này trước ấy, thì tất cả những con vít chìm này mình có thể chốt luôn được và sau này không phải lo nghĩ gì cái độ chuẩn xác nữa, thấy chưa. Thì mình soi cho anh em xem là
đấy, nó sẽ luôn luôn cái này nó nằm đấy. Thì khi mà mình đã có cái đồ nó giữ rồi và cái dưỡng rồi thì cái mép này này nhá, cái mép của cái bản lề nó luôn thẳng với hàng với cái đường này đấy, anh em nhìn nhá, nó không bị lệch thì sau này cửa nó rất là phẳng nhá. Đấy, lúc đấy lắp đặt nó mới đẹp, nó mới dễ được đấy. Và lúc này là mình có thể chốt hết các vít này trước để cho nó chuẩn. Thế còn nếu mà làm theo kiểu trước đây ấy, thì bắt những con này trước và chỉnh. Thế nhưng mà đây thì nó đã chuẩn rồi thì mình bắt trực tiếp những con này luôn để giữ luôn. Đấy. Thế thôi thì nó là chắc chắn 100%. Thế thì người mới đến làm cũng vẫn cứ đẹp, vẫn cứ chuẩn. Và nó sẽ nhanh hơn các kiểu trước đây rất là nhiều. Tại vì khi mà mình làm một mình hoặc là không có người giữ, kể cả có người giữ đi chăng nữa thì bắt nó vẫn bị chạch, bị trượt. Đấy. Thế nên mình làm cách này thì thoải mái nha. Đấy, bây giờ đóng xuống cho anh em xem nhá. Đấy thì mình bắt mình bắt bản lề vào cánh trước. Nhiều người cũng làm theo kiểu này. Đấy. Đấy thì mình bắt thử vào khung luôn để chứng minh cho anh em xem nhé. Đấy, nó đều là 5 ly hết. Đấy. Như thế này thì đây là bắt thử thôi, chứ còn bình thường là mình chỉ bắt như thế này là ok rồi. Đến công trường là bắt thêm 2 con vít vào khung bao nữa thôi, 2-3 con vít. Đấy thì mình luôn luôn ép sát được cái này vào cái bản kia. Đấy. Cho luôn đằng này đi. Đấy thì bây giờ mình chỉ cần bắn như thế là được, chốt hết các vít vào. Đấy thôi. Thế là nó sẽ mọi việc nó đơn giản hơn và cửa lúc nào cũng phẳng, cũng lúc nào cũng đều nhá. Như này là mình tra kính và mình khi vận chuyển cái thứ thì cửa nó sẽ rời ra so với khung thì nó cũng nhẹ đi và đơn giản đi rất là nhiều. Đấy thì một số người cũng bắt bản lề kiểu này nhưng mà họ không chế ra cái dưỡng, họ giữ, thành ra là đòi hỏi tay nghề phải cao. Thế nhưng mà đối với trường hợp này thì lại đối với trường hợp này thì người mới tập làm vào bản lề vẫn cứ chuẩn nhá. Đấy. Thì hôm nay nhân tiện làm cái nhà Đông Anh thì mình lại giới thiệu cho anh em một cách để áp dụng. Anh em thích áp dụng cách nào thì áp dụng nhá. Đấy thì mà đây là chỉ ứng dụng được cho cửa sinh pha thôi. Còn nếu mà cửa PMA thì các rãnh các thứ nó vừa với bản lề rồi thì nó lại không nói chuyện gì, thì không cần đến cái này. Đấy. Thì hôm nay mình chỉ làm một cái video ngắn thôi, tại vì là tranh thủ thôi chứ giờ này nó đang tiến độ quá, thành ra là mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh nhá, thì đảm bảo cứ bắt như thế là sẽ chuẩn nhá. Anh em nào thấy ok thì cho xin một like. Đấy, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đấy thì hôm nay giới thiệu mỗi cái công nghệ mới để bắt bản lề chữ A. Đấy thì bắt thế này nó chuẩn 100% luôn anh em ạ. Thì tuyệt vời luôn.